Hello, thì hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ và camera ngụy trang hotline 0395838345. Thì đây là một dòng camera ngụy trang bóng điện âm tường của nhà mình. Đó, con này ấy thì vẫn được sử dụng điện như bình thường, nó vẫn sáng như là bình thường. Đó, thì con này ấy sẽ để cho các bạn có thể theo dõi được vợ chồng, bảo quản đồ đạc tài sản cá nhân này, lưu trữ bằng chứng cứ này, có thể để giám sát trong nhà này hoặc là trong cửa hàng của các bạn. Mắt cam thì siêu nhỏ đây, nó sẽ được đổ vào đây cái bóng đèn này. Đó, góc quay của con cam này của nhà mình ấy thì sẽ là 150 độ, hình ảnh thì full 4K cho các bạn, có chức năng kết nối từ xa qua bao 4G này, có chức năng cảnh báo chuyển động này, ghi hình chuyển động này, có âm thanh to rõ ràng, lưu trữ thì toàn bộ trong thẻ nhớ, kết nối qua điện thoại này. Khi mà các bạn kết nối qua điện thoại ấy, thì các bạn có thể xem được từ xa cũng như là giám sát được này, theo dõi hoặc là bảo quản tài sản cá nhân, lưu trữ bằng chứng thì trực tiếp và cực kỳ là hợp lý cho các bạn. Đó, bảo quản được tài sản cá nhân thì các bạn sẽ biết được ai là người trộm cắp vặt trong gia đình các bạn này, hoặc là trong cửa hàng các bạn này. Đó, theo dõi một ai đó thì các bạn có thể biết là người đó có ngoại tình hay không, hoặc là trong cửa hàng các bạn thì ai hay ra vào. Đó, lưu trữ bằng chứng thì camera này sẽ được kết nối, nó sẽ tự động quay và lưu trữ toàn bộ, nên là sử dụng em này để lưu trữ bằng chứng thì cực kỳ là hợp lý. Đó, em này thì sử dụng để lưu trữ hoặc là để lắp trong cửa hàng các bạn để theo dõi nhân viên thì cực kỳ là hợp lý luôn. Đó, thì cái dòng cam này thì nó vẫn được sử dụng như bình thường. Đó, nó vẫn sử dụng ánh sáng như bình thường. Đó, khi mà các bạn mua hàng nhà mình ấy, mà đăng ký kênh của nhà mình thì nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ để các bạn có thể lưu trữ dữ liệu. Các bạn hãy chỉ việc đăng ký kênh của mình là mình sẽ tặng kèm theo chiếc cam cho các bạn. Đó, sẽ đi theo cái cam này là một chiếc thẻ nhớ. Đó, và các bạn nào ấy mà có nhu cầu quan tâm đến mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang bóng điện âm tường này của nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 để mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là test sản phẩm cho các bạn. Đó, và cái dòng cam này của nhà mình ấy thì nó sẽ có hai nguồn. Đó, hai cái dây này sẽ là dây cắm của cái hoạt động của cam này, dây cắm của cam này, dây này sẽ là dây của bóng đèn đấy, sáng ánh sáng. Và bạn nào ấy mà có nhu cầu bật cam này trực tiếp 24/24 thì các bạn có thể cắm cái nguồn điện này cho mình và cái nguồn điện khác nhau nha, hai cái nguồn điện riêng biệt. Có bạn nào ấy mà muốn khi nào bật đèn lên thì cam hoạt động thì các bạn sẽ cắm hai cái này vào chung một nguồn điện cho mình. Đó, tắt đèn đi thì là cam không hoạt động, đó thì sẽ cắm hai cái này vào nguồn chung. Còn nếu mà bạn nào mà muốn cam hoạt động 24/24, tắt bật thì không ảnh hưởng đến cam ấy, thì sẽ cắm cái này vào một nguồn điện riêng. Đó, giờ thì mình sẽ đây hướng dẫn các bạn. Đấy, đây như mình ấy, mình sẽ cắm cái này và một cái nguồn điện khác tách biệt cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy nha. Đó, khi cắm vào một nguồn điện khác biệt này, đó thì cam này sẽ được hoạt động. Đấy, để mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần cam này trước, tí nữa mình sẽ lắp cái này vào đây để cho các bạn có thể nhìn thấy. Và khi ấy các bạn đã kết nối cái này vào nguồn điện đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái điện thoại cảm ứng này, điện thoại của mình dùng này, các bạn bật lên cho mình. Đó, bật lên cho mình nha. Và các bạn bật lên thì các bạn ấn vào App Store này của máy này hoặc là CH Play tùy vào cái dòng điện thoại mà các bạn dùng. Các bạn ấn vào phần tìm kiếm cho mình, ấn chữ lock cam LOOK CAM, đó, ấn tìm kiếm. Và khi các bạn ấn tìm kiếm ấy thì nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng. Đây, ứng dụng này. Ứng dụng có màu xanh nước biển. Đó. Và có chữ lock cam này. Đấy, khi các bạn ấn tải về ấy, tải về hoàn tất thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn đừng vội bật cái ứng dụng này lên vội mà các bạn hãy ấn thoát ra cho mình. Ấn thoát ra cho mình và ấn vào phần cài đặt. Đó. Và lúc đầu các bạn phải kiểm tra cho mình nha. Đó, ở đây nó sẽ có một nguồn chỗ tắt bật công tắc của cam này. Đấy, các bạn ấn on lên cho mình. Để mình sẽ cắm cái nguồn điện vào đây ạ. Đó. Và khi các bạn ấn on này thì các bạn sẽ nhìn ở trong đây. Các bạn sẽ thấy. Đây, mình sẽ ấn cái này ra cho các bạn. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy này. Đấy, nó sẽ có đèn báo màu đỏ này đó.
bạn thấy chưa? Sẽ có đề báo màu đỏ này hiện lên. Và cái chỗ này ấy, sẽ là cái chỗ mà để cho các bạn gắn cái thẻ nhớ vào đây để lưu trữ dữ liệu qua thẻ nhớ này. Đó. Các bạn ở đây này, nó sẽ có một cổng ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì các bạn sẽ ấn vào đây cho mình. Ấn vào đây cho mình. Để chỗ này sẽ là chỗ lắp thẻ nhớ nha. Đó, lắp thẻ nhớ vào đây cho mình. Đây sẽ là cổng USB cho các bạn này. Đó, chỗ này sẽ là nút reset này. Gạt lên gạt xuống thì sẽ là nút tắt bật của can này. Đó, khi các bạn bật lên rồi ấy thì các bạn sẽ mở cái wifi lên cho mình. Đó, khi mở cái phần wifi của máy lên ấy thì nó sẽ, cái can này nó sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi có chữ G in hoa đầu tiên, tiếp theo là một mã chữ số và một mã chữ cái này. Đó, các bạn ấn kết nối cho mình. Và cái tín hiệu wifi này của cam phát ra ấy, thì nó sẽ không có bảo mật để cho các bạn có thể kết nối được dễ dàng. Và lưu ý là khi cái camera này mà phát ra ấy, máy của mình kết nối thì nó sẽ không phát lại nữa. Đó, nó sẽ, vì đây là cam dầu kín nên là nó sẽ không phát lại cái mã wifi này nữa. Đó, và các bạn ấn thoát ra. Và khi các bạn kết nối được với cái tín hiệu wifi này rồi thì các bạn có thể ấn vào app này. Các bạn ấn vào app là các bạn có thể xem. Đó, mình sẽ để đây. Các bạn ấn vào app là các bạn có thể xem trực tiếp rồi. Đó, khi ấn vào thì nó sẽ ấn hiện trực tiếp này, các bạn ấn kênh này. Đó, ấn chữ device online màu xanh này. Đấy, ấn kênh này là các bạn đã có thể kết nối được này. Đó. Mình sẽ quay cho các bạn. Đây. Can thì nhà mình thì siêu mướt cho các bạn. Đó. Đây là soi chữ này. Thấy chưa? Con can này của nhà mình ấy thì có ngày tháng năm này, ngày giờ tháng năm này để cho các bạn có thể theo dõi được này. Đó. Và con can này mình có thể zoom được này. Zoom này. Zoom để soi này. Đó. Soi cực kỳ là chất lượng cho các bạn. Và ấy, ở đây sẽ là phần test âm thanh này, đó, chụp này, quay này và chỉnh hình ảnh này, đó, chỉnh hình ảnh như các bạn mong muốn, đó. Bạn nào ấy mà muốn xem cái hình ảnh chất lượng được rõ hơn thì các bạn có thể ấn vào góc này cho mình. Đấy, hình ảnh 4K, 2K, 1080 tùy các bạn, đó. Và đây mình sẽ test âm thanh cho các bạn. Các bạn muốn nghe to rõ ràng thì các bạn ấn bật âm lượng lên. Và âm lượng to hết mặt cỡ này. Alo. Alo. Đó. Khi các bạn nghe ở xa ấy, thì nó rất là to. Đấy, âm thanh rất là to, rất là chất lượng cho các bạn. Ở đây là mình đã đặt hai cái thiết bị này gần nhau nên nó sẽ gây xung đột âm thanh, nên là các bạn sẽ nghe thấy nó vang như thế. Chứ còn ở xa thì các bạn kết nối từ xa thì các bạn có thể nghe âm thanh to và chuẩn hơn nha. Đó. Thì đây, đây là phần test hình ảnh này. Đó. Thì bạn nào ấy mà muốn xem lại dữ liệu, xem lại những cái dữ liệu thì các bạn ấn vào phần Cloud SD này cho mình. Rồi các bạn ấn vào SD file và nó sẽ hiện ra những cái mục mà các bạn lưu. Đó, các bạn lưu thì nó sẽ hiện ra đây để cho các bạn có thể xem lại. Và ấy, các bạn muốn kết nối từ xa, muốn xem từ xa thì các bạn phải đạt cho mình được hai yêu cầu. Đó chính là xung quanh cái cam này phải có wifi, có mạng. Đó. Và thứ hai là cái máy của mình cũng phải có wifi, có mạng 3G hoặc 4G. Khi các bạn đã đạt đầy đủ được hai cái điều kiện đấy thì các bạn ấn vào phần đây, bánh răng cài đặt cho mình, ấn vào phần device setting, ấn vào phần wifi setting. Đó, wifi setting, các bạn hãy chọn wifi của mình, rồi các bạn ấn nhập mật khẩu vào cho mình, ấn ok là các bạn đã kết nối wifi thành công với cái cam này của cam, là các bạn đã có thể xem được từ xa. Đó, cái máy của các bạn này xem được từ, các bạn có mạng là các bạn đã xem được từ xa. Đó, và như ban đầu mình có nói là cam của nhà mình kín đấy, cái mã wifi này nó được phát ra, máy của mình bắt thì nó sẽ không hiện ra nữa nên nó rất là kín. Bạn nào ấy mà muốn chia sẻ
cho các bạn bạn bè hoặc người thân trong gia đình được xem cùng ấy. Thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình, ấn vào phần device QR code thì nó sẽ hiện ra một mã code này. Đó. Nó sẽ hiện ra một mã code này để cho các bạn chụp ảnh màn hình, các bạn gửi cho người thân này, bạn bè để có thể xem cùng đó. Thì đây. Đó, còn bạn đây để mình sẽ test cái phần cả phần ánh sáng cho các bạn. Đó. Đây là kết nối 24/24, là các bạn sẽ kết nối một cái này riêng này, một cái này, ở cái nguồn điện này riêng. Còn bạn nào ấy mà muốn tắt bật cam ấy thì các bạn ấn vào đây cho mình. Đây. Sẽ kết nối chung cái này chung một nguồn điện cho mình. Để mình sẽ kết nối cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy. Kết nối và tắt bật cho các bạn. Đấy. Bạn kết nối hết vào đây cho mình. Cắm điện lên đó, đây ánh sáng đây, đó ánh sáng đây, khi ánh sáng này ấy, thì cam nó vẫn sẽ hoạt động nha, để mình sẽ thoát ra vào lại, tại vì mình vừa mới tắt cái cam đi nên là nó sẽ không bắt nữa đó, đây. Và khi tắt đèn đi này, nó sẽ không sử dụng nữa. Bật đèn lên này. Đây, khi bật đèn lên nhá, thì nó sẽ phát ra tín hiệu wifi này. Đó. Đó, khi chúng ta tắt điện đi thì wifi sẽ tự động tắt này. À, cái cam này sẽ tự động tắt. Còn khi ta bật điện lên thì wifi nó sẽ tự động bật nha. Nó đấy là khi chúng ta kết nối chung hai cái nguồn điện này, chung một nguồn điện. Đó. Đây. Đèn đây là đèn trắng này. Đèn vàng này. Đó. Cực kỳ là nét cho các bạn. Thì đây là phần mình giới thiệu cho các bạn, cũng là phần kết thúc video của mình. Bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang, bóng điện âm tường này của nhà mình ấy, thì các bạn có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 để mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Và cái sản phẩm của nhà mình ấy thì có bảo hành 1 năm lẫn 1 đổi 1 và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa. Các bạn có thể đến trực tiếp hoặc đặt mua online. Khi các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ không mất một đồng phí nào cả. Đó. Đấy là đối với những cái hàng có sẵn và nhà mình có nhận đặt hàng theo yêu cầu. Đó. Đặt hàng theo yêu cầu thì các bạn sẽ phải cọc cho mình để tránh cái trường hợp mà các bạn nhận hàng, các bạn không nhận hàng thì cái hàng đấy của nhà mình sẽ khó bán lại và hàng đấy của nhà mình sẽ phải hủy bỏ. Đó. Và các bạn nhận hàng ấy, các bạn cứ test hàng này, đồng kiểm với shipper, bóc hàng, test hàng, thử hàng chuẩn đúng như video quảng cáo này của nhà mình ấy thì mới thanh toán. Trong trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như video quảng cáo này thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Hàng bên mình thì bao test, bao ship cho các bạn. Video của mình đến đây thôi. Các bạn nào ấy mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở phần bình luận cho mình và nhớ đăng ký kênh của mình để được tặng một chiếc thẻ nhớ cho Cam. Bạn nào hoặc các bạn có thể tham khảo các mẫu khác trên kênh YouTube của mình. Đó, giờ thì mình xin chào các bạn.